Audio chọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 138 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở rẻ tác giả không say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio chọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi nhìn thấy những người nhà họ lưu rời đi, Lý Cầm cảm thấy trong lòng không khỏi giật mình. Cô ta có một dự cảm xấu, Thành Vân cô đi theo đám người bọn họ, nhìn xem tình hình như thế nào. Lý Cầm dặn dò, "Chuyện này được rồi, cô cầm." Quán cà phê của con đường đối diện, Phan Lâm ngồi ở vị trí gần cửa sổ nhàn nhã uống cà phê. Bởi vì bữa tiệc ăn mừng được tổ chức ở khách sạn Minh Châu, cho nên hôm nay việc kinh doanh buôn bán của quán cà phê này cũng rất tốt, nhưng phần lớn là đám phóng viên nằm vùng muốn chụp mấy bức ảnh để về lập công, rất tít thu hút người đọc anh Lâm sao? Lúc này một giọng nói ngạc nhiên từ bên cạnh truyền đến. Phan Lâm cũng có chút ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn mới phát hiện đó là Trịnh Tú Lan. Vào lúc này đây, vẻ mặt của Trịnh Tú Lan có phần tiểu tụy, hốc mắt ửng đỏ, vốn dĩ hai con người ảm đạm, không có ánh sáng. Nhưng sau khi nhìn thấy Phan Lâm vẫn không khỏi lộ ra chút ánh sáng. Tú Lan, hình như đã lâu cô không ngủ ngon giấc. Phan Lâm bình tĩnh nói. Trịnh Tú Lan cười cay đắng. Cô ấy biết thân phận của Phan Lâm, cũng biết ở trước mặt người này tình trạng sức khỏe của mình giống như là một tờ giấy trắng. Gần đây tôi có hơi mất ngủ. Trịnh Tu Lan ngồi ở đối diện Phan Lâm rồi nói. Mất ngủ? Vì sao còn khóc? Phan Lâm hỏi lại. Hô hấp của Trịnh Tu Lan run lên, sau đó nghiêng đầu, chầm mặc một lúc mới nói. Nghĩ đến những người thân đã chết của mình, cho nên có chút thương tâm. Tú Lan, cô không biết nói dối phan lâm để cốc cà phê xuống lắc đầu nói cô kể tình hình thực tế cho tôi biết đi thời gian mà phan lâm và trịnh tú lan quen biết nhau cũng không ngắn đối với trịnh tú lan phan lâm tự nhận là hiểu rất rõ cô ấy là người không biết nói dối một khi nói dối ánh mắt sẽ lóe lên hai tay nghịch góc áo dáng vẻ rất khẩn trương gần như là thiếu chút nữa đã đem mấy chữ tôi đang nói dối viết hết lên trên mặt trịnh tú lan cũng biết tật xấu này của mình suy nghĩ một lúc cô ấy chỉ có thể nhỏ giọng nói. Chỉ là tôi đang lo lắng cho Ái Vân. Lý Ái Vân ư? Ừ. Phan Lâm hơi ngạc nhiên. Trịnh Tu Lan khẽ cắn cánh môi anh đào của mình. Ánh mắt cô ấy rừng rừng khản giọng nói. Nghĩ đến Ái Vân còn đang hôn mê, không tình nằm trên giường bệnh. Tôi sẽ cảm thấy rất khó chịu. Mấy ngày nay, gần như đêm nào tôi cũng nghĩ đến chuyện này, cho nên không cách nào ngủ được. Thật ư? Ừ. Phan Lâm cười một tiếng cay đắng, Cô đừng nghĩ ngợi nhiều như vậy làm gì Ái Vân sẽ không có chuyện gì đâu Bản lĩnh của tôi Cô còn phải lo lắng sao Tối nay tôi sẽ kê đơn thuốc cho cô Có thể giúp cô ngủ say Mấy ngày nay cô cũng nên nghỉ ngơi sớm Không được để sức khỏe của mình suy sụp Ừ được rồi Trịnh Tu Lan lau nước mắt cười nói Nhìn anh đã làm gì này Lớp trang điểm của tôi hoen hết cả ra rồi Tôi đến phòng vệ sinh một lúc Ừ Phan Lâm gật đầu Trịnh Tu Lan vội vàng đứng lên, nhanh chóng đi về phía nhà vệ sinh. Chẳng qua, ngay khi cánh cửa phòng vệ sinh vừa đóng lại, bịch một tiếng, bàn tay trắng nõn của Trịnh Tu Lan đánh mạnh vào bể rửa mặt. Giọt nước mắt của cô ấy giống như chân trâu, theo gương mặt trượt xuống, mà trên mặt cô ấy lại tràn đầy tức giận, tự trách và thống hận. Trịnh Tu Lan, vì sao mày lại hèn nhát như thế? Vì cái gì chứ? Lúc này, chẳng phải mày nên vui vẻ ư? Ừ. Nhưng đó là bạn thân nhất của mày đấy. Vì sao mày lại có cái loại ý nghĩ đó chứ? Mày chính là một kẻ thấp hèn dơ bẩn. Một người phụ nữ hèn hạ vô gì. Mày thấp hèn, thấp hèn. Bàn tay nhỏ của Trịnh Tu Lan siết chặt lại thành quyền. Điên cuồng đánh lên bệ rửa mặt. Muốn rửa vào đau đớn để ngăn chặn cái loại suy nghĩ không được người ta chấp nhận kia. Một lúc lâu sau, bàn tay nhỏ của Trịnh Tu Lan sưng lên. Cô ấy cũng ngồi xồm xuống mặt đất và khóc nước nở. Năm phút sau, Chị Tu Lan mới đứng dậy, rửa mặt trang điểm lại. Miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, đi ra khỏi nhà vệ sinh. Phan Lâm vẫn ngồi uống cà phê ở đó. Chị Tu Lan làm như không có chuyện gì, tiếp tục ngồi xuống trước mặt anh. Cô ấy đem bàn tay hơi sưng của mình giấu xuống gầm bàn. Bị mặt bàn ngăn cản cho nên Phan Lâm không nhìn thấy. Nhưng từ trên nụ cười rất không được tự nhiên của Trịnh Tu Lan, Phan Lâm có thể nhìn ra được chút manh mối. Đó là vệt nước mắt mới. Phan Lâm à, sao anh lại ở đây thế à đúng rồi là tiệc ăn mừng của đoàn làm phim chiến hồ ư tôi nhớ được kịch bản này là do anh đầu tư trịnh Tu lan tìm được đề tài mỉm cười hỏi đúng thế chẳng qua tiệc ăn mừng này tôi không tham dự vì sao chứ tổ chức tiệc ăn mừng chẳng lẽ ông chủ còn không đến sao hay là anh không muốn đi việc này nói ra thì rất dài dòng đúng rồi sao cô lại ở đây à cửa hàng này là do tôi mở hôm nay tương đối đông khách tôi thấy không có việc gì làm cho nên đến giúp đỡ trịnh tu lan cười đáp ừ, thì ra là như thế phan lâm gật đầu bỗng lúc này cửa lớn bị người ta dùng sức mà đẩy ra hoàn nghênh quý khách đã ghé qua nữ nhân viên phục vụ vội vàng ra đón nhưng nhìn thấy người đẩy cửa đi vào trong lòng không khỏi có chút trột dạ đó chính là lưu quốc bảo ông ta liếc mắt nhìn thoáng qua quán cà phê ánh mắt khóa chặt trên người của phan lâm sau đó ông ta dẫn theo một nhóm người nhà họ lưu đi đến hùng hùng hồ hồ đi đến bên này xem ra phiền phức đến rồi phan lâm lạnh nhạt nói lông mày của trịnh tu lan hơi cau lại đứng thẳng người mấy vị khách này mấy người muốn gọi món gì vậy trịnh tu lan hỏi cô là ai tôi là bà chủ của quán cà phê này trịnh tu lan bình tĩnh trả lời lưu quốc bảo nghe thấy thế vẻ mặt của ông ta hỏa hoãn hơn không ít ông ta liếc mắt nhìn thoáng qua phan lâm rồi nói chúng tôi không đến uống cà phê chúng tôi đến đây để tìm người này có chuyện gì không? Phan Lâm, cậu may mắn đấy. Chúng tôi quyết định dẫn cậu đến khách sạn Minh Châu để tham dự tiệc mừng. Đi thôi, chúng ta cùng nhau vào trong đó. Lưu Quốc Bảo nói, sau đó vẫy tay gọi Phan Lâm rời đi. Thế nhưng Phan Lâm vẫn ngồi nguyên tại chỗ, ưu nhã uống cà phê. Này, Phan Lâm, cậu điếc đấy hả? Lời của chúng tôi nói, cậu không nghe thấy gì sao? Người nhà họ Lưu đứng ở bên quát tháo ở Mỹ. Tôi nghe thấy rồi. Vậy cậu còn không nhanh chân đi theo chúng tôi? không vội tôi chính là muốn hỏi một vấn đề vấn đề gì đây là các người đang cầu xin tôi sao phan lâm không nhanh không chậm rất từ tốn nói câu nói này của phan lâm vừa vang lên tất cả mọi người nhà họ lưu đều bùng nổ cầu xin cầu ư <laughs> mẹ kiếp cậu nghĩ hay quá đấy cậu là cái thá gì chứ muốn chúng tôi cầu xin cầu ư nhanh tìm một chiếc gương mà soi xem chính mình là ai đã nhé một kẻ phế vật ăn bám trên người cậu có điểm giá trị nào khiến cho chúng tôi phải cầu xin cậu chứ? Mọi người chỉ vào Phan Lâm trực tiếp mắng to. Trịnh Tu Lan tức giận không thôi, lớn tiếng quát. Im miệng! Ai cho phép các người đứng đây nhục nhã khách hàng của tôi? Bảo vệ! Bảo vệ đâu? Bót! Hai người bảo vệ đứng ở cửa vội vã chạy đến. Nhanh tống cổ cái đám người này ra ngoài cho tôi! Đuổi bọn họ ra ngoài! Trịnh Tu Lan lớn tiếng nói. Vâng! Bót! Hai người bảo vệ do dự một lúc, sau đó vẫn quyết định đi lên phía trước thế nhưng khi bọn họ vừa đến gần lưu quốc bảo lưu quốc bảo đã trực tiếp đánh mỗi người một quyền đánh vào trên mặt của hai người bọn họ cả hai đều ngã xuống đất khách trong quán cà phê không ngừng hét lên trịnh thu lan không phải giật mình danh con đừng tưởng cô có quán cà phê này thì có thể phách lối nhé cô có biết chúng tôi là ai không cô có biết cháu gái của tôi là ai không có tin tôi hôm nay sẽ khiến cho cái quán cà phê này của cô phải đóng cửa không lưu quốc bảo chỉ vào trịnh Tu lan lớn lối nói nhà họ lưu không ở giang thành cho nên đối với chuyện ở giang thành hiển nhiên là bọn họ hiểu biết rất ít mà trịnh tu lan này bọn họ cũng không nhận ra thế nhưng mấy tay săn ảnh có mặt ở đây thì biết được trịnh tu lan tức giận không nhẹ liên tục gật đầu nói được lắm tôi muốn nhìn xem các người làm cách nào mà khiến cho quán cà phê của tôi đóng cửa được sau khi nói xong trịnh tu lan lấy điện thoại di động của mình ra bấm một dãy số khoảng chừng một phút sau một đám đàn ông xông vào bên trong quán cà phê đám người nhà họ lưu hơi giật mình cô chủ những người này đồng loạt cúi đầu chào trịnh tú lan thật đúng là không nhìn ra con khốn này còn có chút bối cảnh đây cô gái mà trước đó châm chọc lý cầm lúc này cô ta che miệng cười nói bối cảnh ư ừ. chút bối cảnh nhỏ này thì tính là cái thá gì chứ? bây giờ nhà họ lưu chúng ta vượt xa quá khứ chẳng lẽ còn không bằng một con nhỏ bán cà phê sao Lưu Thu Yến vênh váo hất mặt lên tận trời. Bà ta chỉ vào Trình Tú Lan rồi nói. Dành dạ con, tao nói cho mày biết nhé. Đừng có cho rằng mày gọi người đến đây là chúng ta phải cúi đầu sợ hãi. Hôm nay, chuyện giữa chúng ta và cái thằng nhóc họ phan này, nếu như mày thật sự dám nhúng tay vào, vậy thì chúng ta sẽ xử lý mày luôn. Bà nói cái gì? Trịnh Tu Lan tức nổ phổi. Cô ấy giận sôi người, lập tức muốn gọi bảo vệ của mình cho đám người này một bài học. Thế nhưng đúng vào lúc này, Phan Lâm ấn vai của cô ấy xuống. Anh bình tĩnh nói, Tú Lan, chuyện này cô đừng quản. Anh Lâm, chính Tú Lan nghiêng đầu nhìn Phan Lâm, nói một cách nghiêm túc, đây là chuyện nhà tôi, tôi sẽ tự mình xử lý. Phan Lâm lên tiếng, chính Tú Lan trần trừ một lúc, sau cùng vẫn gật đầu nhỏ giọng nói, được rồi, anh Lâm, tôi nghe theo anh. Sau khi nói xong, Trịnh Tú Lan đứng lui qua một bên. Biết điều đấy. Lưu Thu Yến khẽ cười nói. Phan Lâm, tao hỏi mày, rốt cuộc mày có theo chúng tao đi không? Lưu Quốc Bảo hùng hồ hỏi. Tôi cũng hỏi các người một câu, rốt cuộc có phải các người đang cầu xin tôi hay không? Phan Lâm hỏi lại một lần nữa. Cầu xin mày ư? <laughs> mày nằm mơ hả? Vậy thì mời các vị về cho. Đừng có đứng đó quấy giày tôi uống cà phê nữa. Phan Lâm bưng cốc cà phê uống một ngụm. Còn bà nó, mày chán sống sao? Lưu Quốc Bảo giận tím mặt, trực tiếp vung quyền muốn đánh vào chán của Phan Lâm. Nhưng đúng vào lúc này, Lưu Thù Yến vội vàng giữ cánh tay của ông ta lại, nhỏ giọng nói. Anh cả, như vậy là đủ rồi, anh cũng đừng đánh cậu ta làm gì. Nếu như đánh bị thương cậu ta, cậu ta lại chạy đến trước mặt Lý Cầm để tố cáo. Chẳng phải Lý Cầm sẽ hận chết chúng ta sao? Hiện tại, Lý Cầm chính là đại minh tinh đó. Nhà họ Lưu chúng ta vẫn phải dựa vào con bé. Anh cũng không thể để cháu gái mình hận mình đấy chứ. Lưu Quốc Bảo giật mình, Em nói rất đúng. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao được nữa? Rút lui thôi. Nói với Lý Cẩm, chúng ta không mời nổi Phan Lâm. Ừ, được rồi. Đám người Lưu Quốc bảo cười hắc hắc, sau đó chừng mắt nhìn Phan Lâm rồi nói. Danh con, hôm nay tâm trạng của tao tốt. Mày gặp may đấy. Nếu đổi lại là ngày thường, mày dám ngông nghênh phách lối như thế. Ông đấy đã sớm bè gãy cổ của mày xuống rồi. Sau khi nói xong, Lưu Quốc Bảo vung tay lên. Đi thôi, đám người nhà họ lưu vô cùng vách lối rời khỏi quán cà phê trịnh tu lan tức đến mức dậm chân phàn lâm lại bình tĩnh thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra về mặt không cảm xúc mà ở cửa chính toàn bộ quá trình thành phần đều nghiêm túc nhìn chằm chằm cô ta lấy điện thoại di động ra bấm số điện thoại của lý cầm trong khách sạn minh châu lý cầm à không được rồi bác và dì của con đã qua tận đấy để cầu xin cậu ta nhưng phàn Lâm kia quá mức vách lối, cậu ta cơ bản là không để cho người nhà họ lưu chúng ta vào mắt. Còn nói thẳng là muốn bác và dì của con biến đi. Cháu nói xem như thế có quá đáng hay không cơ chứ. Vừa về đến khách sạn, Lưu Thu Yến đã lập tức tìm đến Lý Cầm về mặt vô tội. Từ chỗ Thanh Vân, Lý Cầm đã biết được Trần Tướng, lúc này sắc mặt cô ta âm trầm. Thế nhưng cô ta biết bản thân mình không nói thẳng được đám người này. Được rồi, dì út, bác cả, mọi người đừng nói nữa, như thế này đi, mấy người đi cùng cháu một chuyến, lần này đích thân cháu đi mời. Lý cầm trầm giọng nói, như thế sao được chứ? Nào có việc trưởng bối trong nhán năm lần bảy lượt đi mời một tiểu bối chứ, còn ra cái thể thống gì nữa? Lý cầm à, rốt cuộc cho có cân nhắc cho mọi người hay không đây? Mọi người cũng cần mặt mũi đây. Một đám người nhà họ lưu nhau nhau lên tiếng. Như vậy là ai ép anh dế Lâm rời đi để người đó đi cùng với cháu? Như vậy được chứ? Lý cầm nói là bà ép anh rể Lâm của cháu rời đi đó, nhóc con, có phải cháu muốn bà già này đi đến nói lời xin lỗi với cậu ta không? Không đợi đám người Lưu Thu Yến lên tiếng, bà cụ nhà họ Lưu đã mở miệng, bà ngoại, được rồi, đừng nói nhảm nữa, nhanh đi nói qua với đạo diễn Tống Khang, Phan Lâm không tới được, bữa tiệc ăn mừng này nên xử lý như thế nào thì cứ làm như thế đi." Bà cụ nhà họ Lưu bình tĩnh nói, Lý Cầm gần như tuyệt vọng. Thế nhưng cô ta đã không có cách nào để khuyên đám người nhà họ Lưu này nữa. Con gái, con dựa theo lời của bà ngoại mà làm đi. Lưu làng nhiên cũng đứng lên thuyết phục Lý Cầm. Lý Cầm buông tay xuống, khóe mắt rưng rưng. Cô ta có chút không biết phải làm sao, nhưng vẫn xoay người rời đi. Cô ta đã không còn sự lựa chọn nào khác. Tình thế, nói cho cùng thì vẫn phát triển theo chiều hướng xấu nhất. Nhưng ngay tại lúc cô ta xoay người, đạo diễn Tống Khang từ sau đài đi ra sân khấu chính là đạo diễn Tống Khang kìa. Có người lên tiếng. Tất cả các khách mời trong đại sảnh đều đem ánh mắt dừng ở trên người của ông ta. Dưới ánh mắt của mọi người là nhìn thấy Tống Khang cầm theo một bàn hợp đồng. Về mặt ông ta vô cùng nghiêm túc. Trong lòng một số người âm thầm cảm thấy khiếp sợ. Trong bữa tiệc ăn mừng, chẳng phải đạo diễn Tống Khang nên có vẻ mặt vui vẻ sao? Vì sao lại nghiêm túc như thế chứ? Đúng lúc này bọn họ lại nghe thấy Tống Khang lớn tiếng nói. Các vị khách quý, tôi có chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Bởi vì một nguyên nhân mà bữa tiệc ăn mừng cho chiến hồ sẽ tạm thời bị hủy bỏ. Chúng tôi hết sức xin lỗi. Mặt khác, cũng bởi vì một vài nguyên nhân, đoàn làm phim sẽ chấm dứt tất cả hợp đồng với cô Lý Cầm. Kết thúc quan hệ hợp tác. Vốn dĩ, một vài bộ phim truyền hình đã quyết định xong cũng sẽ không còn do cô Lý Cầm đảm nhiệm vai nữ chính nữa. Cụ thể như thế nào, chi tiết ra sao, tôi sẽ thông báo trên cuộc họp báo với truyền thông sau khi nói xong đạo diễn tống khang lại quay trở về hội trường toàn trường xôi trào nhà họ lưu cũng choáng váng toàn bộ người nhà họ lưu đang ngồi trên bữa tiệc đều nhao nhao ngẩng đầu trợn mắt ha hốc miệng người giống như hóa đá trong đầu bọn họ đều ong ong trống rỗng không nghĩ được gì tất cả bọn họ đều cho rằng là do mình nghe lầm bầu không khí trên hội trường xôi trào nhưng dường như người nhà họ lưu đều không nghe được gì cả chỉ thấy bà cụ lưu run rẩy đứng lên ánh mắt của bà ta nhìn về phía sân khấu chính lại nhìn qua lý cầm nói nhóc cầm vừa rồi đạo diễn tống khang mới nói cái gì đó là hủy bỏ tất cả quan hệ hợp tác với cháu sao vâng bà ngoại lý cầm thờ dài bất đắc dĩ gật đầu trả lời tại sao lại có thể như vậy được chứ hủy bỏ tiệc ăn mừng thì thôi đi sao còn muốn hủy bỏ tất cả hợp tác với cháu nữa đạo diễn tống khang này cũng quá khinh người lưu quốc bảo và lưu thu yến đột nhiên đứng dậy tức đến mức không kiềm chế được mà lớn tiếng mắng trời lý cầm rốt cuộc chuyện này là sao thế sao đạo diễn tống khang lại đối xử với cháu như vậy chứ bà cụ nhà họ lưu tức giận đến đỉnh điểm vỗ bàn chất vấn về phần lưu lăng nhiên bà ta đã sớm oà khóc nức nở bà ngoại cháu đã nói rồi anh dể lâm mới chính là nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay nếu như anh ta không đến chắc chắn tiệc ăn mừng này sẽ không được diễn ra nữa lúc trước các người không tin hiện tại các người đã tin chưa lý cầm âm thầm lau nước mắt nước mắt của cô ta giống như chân trâu rơi xuống lễ phục đám người nhà họ lưu đưa mắt nhìn nhau cả đám đều không nói gì mẹ mẹ phải nghĩ cách nào đi chứ sự nghiệp của lý cầm vừa mới khởi sắc không thể cứ thế mà bị hủy như vậy mẹ lưu lăng nhiên nhào đến trước mặt của bà cụ lưu òa khóc gương mặt già nua của bà cụ lưu vô cùng khó coi có chút tay chân luống cuống lăng nhiên loại tình huống này con bảo mẹ phải làm như thế nào đây mẹ à trước đó mẹ không nghe thấy lý cầm nói gì sao chỉ cần có thể mời văn lâm đến đây thì bữa tiệc ăn mừng có thể diễn ra tiền đồ của lý cầm cũng sẽ được bảo đảm còn có ý gì chứ bà cụ nhà họ lưu nhìn thoáng qua lưu lăng nhiên rồi hỏi tiếng góc nức nở của lưu lang nhiên nhỏ đi mấy phần bà ta do dự một lúc nhưng sau cùng thì vẫn thận trọng nói mẹ hay là mẹ đến đó mời văn lâm quay lại đây đi cái gì em hai đầu óc của em bị chập mạch sao em thế mà bảo mẹ đi mời cái tên phế vật kia đến đây sao nếu như việc này bị truyền đi em nói sau này nhà họ lưu chúng ta còn mặt mũi nào để gặp người đây đúng đó lang nhiên chị điên rồi sao thế mà chị có thể mở miệng ra nói những lời này được ư? Ừ, chẳng lẽ chị không biết Phan Lâm là ai sao? đám người nhà họ Lưu nhao nhao chỉ trích Lưu Lăng Nhiên, từng người đều mang theo lòng căm phẫn. Lưu Lăng Nhiên nghe thấy thế, trong lòng bà ta cảm thấy bực bội, giận dữ nói: Phan Lâm là ai ư? tôi nói cho mấy người biết nhé, Phan Lâm chính là người có thể khiến cho bữa tiệc ăn mừng của Lý Cầm không thể tiếp tục diễn ra được nữa, là người khiến cho đạo diễn Tống Khang trực tiếp cắt đứt tất cả hợp đồng với Lý Cầm. như thế vẫn chưa đủ sao? Sao nào? Chị lang nhiên. Chị chỉ biết lo lắng cho Lý Cầm nhà chị mà không cân nhắc đến những người khác ư. Ừ, chẳng lẽ những người ở đây không phải là thân thích của chị sao? Lưu Thù Yến buồn bực nói. Thù Yến, em đang dùng giọng điệu gì để nói chuyện với chị thế? Lưu lang nhiên quát to. Thái độ gì ư? Ừ, em chính là có thái độ đó đấy. Đừng có tưởng rằng là chị thì em sẽ sợ. Bây giờ chị muốn gây tổn hại đến lợi ích của toàn bộ nhà họ Lưu. Chẳng lẽ em còn không thể nói được sao? Lưu Thù Yến khẽ nói em lưu lăng nhiên tức đến mức sắp không nói ra được thành lời, thế nhưng đúng lúc này điện thoại của lưu thu yến đột nhiên đổ chuông. bà ta chừng mắt nhìn qua lưu lăng nhiên, sau đó lấy điện thoại di động của mình ra nhìn, vội vàng nghe máy nắn ra một nụ cười. là ngài kiều ư ừ, rất vui vì được nghe điện thoại của ngài kiều đây. ngài kiều à, sao ngài lại có thời gian gọi điện thoại cho tôi thế? nhưng mà còn chưa nói được mấy câu, sắc mặt của lưu thu yến đột nhiên trở nên tái nhợt chờ đến khi lưu thu yến cúp máy người bên cạnh đã vội vàng hỏi thăm thu yến có chuyện gì thế lưu quốc bảo hỏi vừa rồi ngày kiều của tập đoàn quốc tế hoa vũ gọi điện thoại đến nói nói là cảm thấy thành trung không thích hợp làm việc ở công ty của bọn họ cho nên bị sa thải rồi lưu thu yến run rẩy nói cái gì bị sa thải rồi sao người xung quanh đều ngạc nhiên không thôi không đúng chẳng phải lúc trước đã nói xong rồi sao đã nói là nhất định sẽ sắp xếp cho Thành Trung đến tập đoàn quốc tế Hoa Vũ để làm việc sao? Sao lại không được như thế chứ? Lưu Quốc Bảo có chút líu lưỡi. Chẳng lẽ là bị người nào đó chen chân vào sao? Tập đoàn Hoa Vũ chính là công ty lớn đó. Nếu như có thể đi vào, một năm kiếm được 3 tỷ rưỡi cũng không thành vấn đề. Bao nhiêu người chen lấn xô đầy muốn vào được đó, chỉ sợ là người nào đó có quen biết cao hơn, đầy danh ngạch của Thành Trung xuống. Người bên cạnh nói, lưu thú yến lắc đầu bà ta khóc không ra nước mắt nói không phải tất cả đều không phải không ai cạnh tranh danh ngạch đó với thành trung cả chính là tập đoàn quốc tế hoa vũ không cần đến thành trung nữa vừa rồi ở trong điện thoại ngài kiều đã nói rõ sở dĩ công ty bọn họ đồng ý thuê thành trung chính là vì nề mặt lý cầm và đạo diễn tống khang vừa rồi công ty của bọn họ nhận được tin tức buổi lễ chúc mừng bị hủy bỏ cho nên trực tiếp vứt bỏ thành trung lưu thú yến vừa nói xong tất cả người nhà họ lưu đều trợn mắt ha hốc miệng không một ai ngờ đến sự việc thế mà lại đi đến bước đường này chị lý cầm thành trung không thể mất đi công việc này đây chính là tương lai của thằng bé ảnh hưởng đến cả đời của thằng bé chị à chị phải nghĩ cách đây lưu thú yến xông đến lôi kéo cánh tay của lưu lăng nhiên rồi gào khóc sao thế tương lai của thành trung thì là tương lai còn tương lai của con gái chị thì không phải ư ừ không có con gái của chị. Em cảm thấy Thành Trung có thể tìm được một công việc tốt như thế ư. Ừ. Lưu Lăng Nhiên nổi giận đùng đùng nói. Chị, em sai rồi. Bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Nên làm gì đây? Lúc này Lưu Thu Yến hoàn toàn sợ hãi. Lúc trước bà ta cường thế. Chẳng qua là ý vào chuyện con trai mình chuẩn bị và làm tại một xí nghiệp lớn, kiếm bộn tiền. Thế nhưng bà ta lại vừa mới biết được phần công việc của con trai mình chính là dựa vào quan hệ của Lý Cẩm mới có bà ta lập tức cảm thấy sợ hãi lưu lăng nhiên không trả lời vấn đề của lưu thu yến bà ta chỉ cúi đầu rơi vào trầm mặc người của nhà họ lưu cũng không dám lên tiếng nữa lúc này muốn đi sửa chữa sai lầm ai đi cũng không ổn chỉ có một người mới làm được bà cụ nhà họ lưu hít sâu một hơi trực tiếp đứng lên xem ra tiền đồ của nhà họ lưu chúng ta vẫn phải dựa vào thằng con rể nhà họ lý rồi nhóc cầm bà ngoại Lý Cầm âm thầm lau nước mắt, khẽ gọi một tiếng. Bà già này sẽ đi tìm Phan Lâm, nói xin lỗi với cậu ta. Hợp đồng của cháu còn có thể tiếp tục không? Bà cụ nhà họ Lưu hơi hé mắt, khản giọng nói. Cháu... cháu không biết. Lý Cầm nhỏ giọng nói, mấy người đều trầm mặc. Quốc bảo. Bà cụ nhà họ Lưu gọi một tiếng. Đến con đường đối diện, giữ chân Phan Lâm lại cho mẹ. Bây giờ những người còn lại theo mẹ đi tìm Phan Lâm mẹ à, chuyện này thật sự là phải đi sao? Lưu Quốc Bảo không quá sẵn lòng. chẳng lẽ còn có sự lựa chọn khác sao? nhanh lên! bà cụ nhà họ Lưu quát to một tiếng, sau đó chống gậy đi ra ngoài. lúc này Văn Lâm vẫn còn đang chờ trong quán cà phê. anh đã uống xong cà phê của mình, tán gẫu mấy câu với Trịnh Tu Lan. lúc này Văn Lâm dự định rời đi. Trịnh Tu Lan cũng chuẩn bị đi đến lấy thuốc. không được đi. Đúng lúc này, Lưu Quốc Bảo xông vào bên trong quán cà phê, xông thẳng về phía Phan Lâm hồ to. Ông muốn làm cái gì? Trịnh Tu Lan lập tức cảnh giác lớn tiếng quát. Không cho phép cậu ta rời đi. Lưu Quốc Bảo hung ác nói. Nếu như cậu ta dám rời đi, tôi sẽ đánh gãy chân cậu ta. Có thể nói những lời này của Lưu Quốc Bảo vô cùng cuồng vọng và vách lối. Trịnh Tu Lan tức giận không nhẹ, lập tức cho gọi vệ sĩ của mình đến. Ông còn dám làm loạn ở quán nhà tôi hả? Được lắm, Tôi muốn nhìn xem rốt cuộc ông có ba đầu sáu tay gì mà lại dám diễu võ dương oai ở chỗ này. Trịnh Tu Lan nổi giận đùng đùng nói. Còn nhóc khốn kiếp này sớm muộn gì tôi cũng xử lý cô. Lưu Quốc Bảo tức giận. Không thôi, ông ta còn muốn chửi rùa Trịnh Tu Lan. Lúc này giọng nói của bà cụ nhà họ Lưu từ bên ngoài cửa hàng truyền đến. Quốc Bảo còn ngậm miệng lại cho mẹ. Lưu Quốc Bảo kẽ giật mình vừa quay đầu lại nhìn là nhìn thấy bà cụ lưu được lưu lăng nhiên và lưu thủ yến đỡ đi vào bên trong quán cà phê chị tú lan cao mày nhìn thoáng qua đám người vừa mới đi vào bên trong quán của mình bà lưu bà không đi tham gia tiệc mừng sao sao lại chạy đến đây thế đừng nói là mùi thơm trong quán cà phê này đã hấp dẫn bà đến đây đấy nhé nếu đã như thế người làm phận con cháu như tôi đây sẽ mời bà một cốc cà phê tú lan cô đi pha cho bà lưu đây một cốc cà phê tính vào hóa đơn của tôi được anh Lâm. Sau khi nói xong, chị Tu Lan xoay người đi đến quầy ba, bận rộn ở trong đó. Nhóc Lâm, chúng ta là người quang minh chính đại, không nói chuyện mờ ám. Chắc hẳn cậu biết mục đích của bà già này đến đây là gì rồi. Chúng ta nói ngắn gọn nhé. Bà cụ nhà họ Lưu liếc mắt nhìn qua Phan Lâm. Bà Lưu muốn nói chuyện gì thế? Phan Lâm không vội vã, ngược lại rất từ tốt nói. Bà cụ nhà họ Lưu khẽ hừ lạnh một tiếng hỏi. Rốt cuộc, cậu và đạo diễn tống khang có quan hệ như thế nào quan hệ bạn bè bạn bè ư ừ. bà lưu hoài nghi quan hệ giữa chúng tôi sao tôi rất hiếu kỳ một người ở rể như cậu sao lại quen biết với một đạo diễn nổi tiếng hàng đầu ở trong nước như tống khang chứ bà cụ nhà họ lưu nghiêm túc hỏi phan lâm lắc đầu trả lời trước khi chiến hồ ra mắt ông ta chẳng phải là đạo diễn hàng đầu gì cả chẳng qua chỉ là một người đạo diễn đã lỗi thời mà thôi cho dù ông ta có là một đạo diễn đã lỗi thời cũng không phải là người mà cậu muốn quen biết là quen biết được giữa cậu và đạo diễn tống khang kia tuyệt đối không đơn giản chỉ là bạn bè mà thôi bà cụ nhà họ lưu nói vậy thì dựa theo như lời của bà lưu đây nói giữa tôi và đạo diễn tống khang đó có vấn đề gì sao phan lâm cười hỏi giữa cậu và đạo diễn tống khang kia nhất định tồn tại một loại liên hệ lợi ích nào đó nếu như bà già này đoán không sai đầu tư cho đạo diễn tống khang là do cậu giúp đỡ ông ta kéo về có đúng không sắc mặt của bà cụ lưu không chút thay đổi nói cái gì phan lâm nào nào mẹ à lời này của mẹ là có ý gì thế lưu thu yến vội vàng hỏi đám người nhà họ lưu đều cảm thấy rất ngoài ý muốn đến bây giờ mấy đứa còn không nhìn thấy rõ được thế cục sao các người không thấy rõ nhưng bà già này lại nhìn thấy được rõ ràng bà cụ nhà họ lưu hừ lạnh một tiếng lý cầm nói rất đúng đạo diễn tống khang rất coi trọng vị phan lâm này bởi vì phan lâm cho dù đã xa thải lý cầm ông ta cũng không tiếc mấy đứa biết vì sao không vì sao ạ à? bởi vì đối với đạo diễn tống khang mà nói phan lâm này chính là kim chủ các người có thấy ai lại đi đắc tội với kim chủ của mình hay không kim chủ ư mẹ à sao mẹ càng nói con lại càng cảm thấy mơ hồ vậy Phan Lâm này, cậu ta có bao nhiêu tiền chứ? Cái gì mà kim chủ? Mẹ đang nói đùa sao? Lưu Quốc Bảo gãi đầu một cái. Còn biết người đầu tư cho chiến hồ là ai không? Bà cụ Lưu nói. Biết là tập đoàn Dương Quang. Vậy tại sao tập đoàn Dương Quang lại phải đầu tư nhiều tiền cho một người đạo diễn đã lỗi thời như thế chứ? Chuyện này... Còn không biết. Lưu Quốc Bảo lắc đầu nói. Đứng bên cạnh, Lưu Thu Yến lại vỗ tay một cái nói. Mẹ à, con hiểu được ý của mẹ rồi. Ý của mẹ chính là nói những đầu tư cho đạo diễn Tống Khang này đều do Phan Lâm giúp ông ta kéo về sao? Đúng thế. Bà cụ nhà họ lưu gật đầu. Mọi người đột nhiên hiểu ra. Chắc hẳn là Phan Lâm dựa vào quan hệ với Lý Ái Vân từ tập đoàn Dương Quang kéo đến tài trợ cho đạo diễn Tống Khang. Thì ra là thế. Chẳng trách Lý Cầm lại nói Phan Lâm không đến bữa tiệc ăn mừng kia sẽ không thể diễn ra được có lẽ Tống Khang này đã coi Phan Lâm thành kim trù rồi. Nếu là như thế, thì tất cả mọi chuyện đều có thể giải thích thông được. Nói một lúc lâu, thì ra cái tên ở dề này chính là mượn danh tiếng của tập đoàn Dương Quang để làm màu. Đám người nhà họ Lưu hư lạnh một tiếng, ánh mắt đám người này nhìn Phan Lâm tràn đầy khinh thường và chán ghét. Theo như bọn họ nghĩ, sợ dĩ Phan Lâm có thể kéo đầu tư đến cho đạo diễn Tống Khang kia, 100% là bởi vì Lý Ái Vân, việc này hoàn toàn là bán vợ thật đúng là vô cùng thấp hèn chẳng qua hiện tại vận mệnh của nhà họ lưu vẫn nằm trong tay của phan lâm cho dù bọn họ khinh thường phan lâm thì cũng không có cách nào phan lâm nghe những lời bàn luận này anh chẳng muốn giải thích gì thêm nhóc lâm bà già này muốn nhờ cậu làm một việc làm một việc ư ừ. đúng thế bà già này cảm thấy bữa tiệc chúc mừng kia không thể hủy bỏ được hơn nữa lý cầm có thể đi đến ngày hôm nay thật đúng là không dễ dàng gì cho nên bà già này hy vọng cầu có thể lập tức gọi điện thoại cho đạo diễn tống khang để ông ta lập tức khôi phục lại bữa tiệc chúc mừng lại bàn bạc về chuyện nữ chính cho cháu gái tôi bà cụ nhà họ lưu nói bà lưu chuyện này đâu liên quan gì đến tôi chứ mặt khác dựa vào cái gì mà tôi phải đồng ý với yêu cầu của bà đây Phan lầm khẽ cười một tiếng nhìn qua bà ta rồi nói dù sao thì tôi chỉ là một người, mà ngay cả tư cách tham dự tiệc mừng cũng không có, bà lại muốn tôi đi làm chuyện này, có phải là quá gượng ép rồi hay không?" Trong lời nói của Phan Lâm mang theo ý tứ châm chọc rất rõ ràng, đám người nhà họ Lưu vô cùng tức giận nhưng lại chẳng dám lên tiếng. Ánh mắt của bà cụ Lưu cũng trở nên lạnh lùng. "Sao thật sự không chịu đi sao? Tôi vẫn nói câu kia, dựa vào cái gì chứ?" Phan Lâm lắc đầu từ chối. Nhưng đứng vào lúc này, bên ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nói, "Chỉ dựa vào quả đấm của chúng tôi lớn hơn cậu, được chưa?" Giọng nói này vừa vang lên, một người đàn ông trung niên mặc Âu phục đi đến, Lưu Quốc Bảo và Lưu Thu Yến cùng nhau nhìn sang, nhất thời mừng như điên, "Em Tư." Người đàn ông trung niên đi đến chỗ mọi người, lạnh nhạt nhìn qua Phan Lâm, "Cái tên họ Phan kia, nếu như cậu không dựa theo những gì mẹ tôi nói, tôi sẽ khiến cho cậu biến mất khỏi Giang Thành này." Cậu tin không? Thằng Tư, em Tư, em đến rồi. Tốt quá rồi. Đám người Lưu Quốc Bảo, Lưu Thu Yến mừng rỡ không thôi. Hai mắt sáng rực, lập tức nghênh đón người đến. Người đến này là Lưu Tuấn Phi, là con trai thứ tư của bà cụ Lưu. Đồng thời, ông ta cũng là đứa con trai có tiền đồ nhất của bà cụ. Hơn 10 năm về trước, Lưu Tuấn Phi đã rời khỏi Giang Thành, đi buôn bán thuốc ở khắp nơi trên cả nước, xem như là một thương nhân buôn bán thuốc rất thành công nghe nói mấy năm trước ông ta gia nhập một thương hội về thuốc nhận được sự ủng hộ của một vị lão đại lớn sự nghiệp của lưu tuấn phi một bước lên mây rất đáng gầm ngành buôn bán thuốc này liên quan đến hệ thống y tế đương nhiên sẽ có mạng lưới quan hệ rất rộng vì thế ở trên giang hồ lưu tuấn phi này cũng được xem như là nhân vật có mặt mũi nếu như chỉ là xử lý một tên ở rể đối với lưu tuấn phi mà nói ông ta tuyệt đối có đủ vốn liếng để làm thế nhưng người đang đứng trước mặt ông ta, sao chỉ đơn giản là người ở rể chứ? Tuấn phi, con đã trở về rồi sao? Trong lòng của bà cụ Lưu cảm thấy được an ủi, vội vàng gọi, "Đến đây, con trai của mẹ, nhanh đến chỗ mẹ để mẹ nhìn con cho thật kỹ. Mẹ à, sức khỏe của mẹ đã tốt hơn chưa?" Lưu Tuấn phi đi đến nắm tay của bà cụ nhà họ Lưu, hỏi han ân cần, "Tốt, rất tốt, chẳng phải con đang làm ăn ở bên ngoài sao, sao lại đột nhiên trở về rồi?" Còn nghe nói Lý Cầm nhà chúng ta rất có tiền đồ, cho nên trở về thăm một xíu, không nghĩ đến nhà chúng ta, thế mà lại bị người ta ức hiếp. Hơn nữa, còn là một kẻ ở rẻ vô dụng nữa chứ. Lưu Tuấn Phi lạnh lùng nhìn thoáng qua Phan Lâm rồi nói, hôm nay nếu như không xử lý tốt chuyện này, sau này nhà họ Lưu của chúng ta sao có thể ngẩng đầu lên được chứ. Lưu Tuấn Phi còn cũng không còn mặt mũi làm người nữa. Các người muốn gì đây? Trịnh Tú Lan tức giận quát hỏi. Chẳng phải trước đó mẹ của tôi đã nói rất rõ ràng rồi sao? Phan Lâm, cậu lập tức làm theo những gì mẹ tôi nói. Lưu Tuấn Phi ghẽ quát. Nếu như tôi không đi thì sao? Phan Lâm bình tĩnh hỏi. Tôi cam đoan cậu sẽ chết rất khó coi. Vậy ông cứ thử một chút xem. Nhìn xem đến lúc đó ai sẽ chết càng khó coi hơn. Trịnh Tú Lan nghiến răng nghiến lời nói. Cô là... Lưu Tuấn Phi nhìn về phía Trịnh Tú Lan. Trịnh Tú Lan của Giang Thành. Trịnh Tú Lan ư? Cô chủ của nhà họ Trịnh sao? Lại là cô ta sao? Người nhà họ Lưu cảm thấy vô cùng bất ngờ, sắc mặt cũng không được tự nhiên. Phòng khám của Trịnh Tú Lan dưới sự giúp đỡ của tập đoàn Dương Quang đã phát triển vô cùng nhanh chóng. Trịnh Tú Lan dùng danh nghĩa của nhà họ Trịnh mở không ít phòng khám ở Giang Thành, thành danh và địa vị cũng không kém. Người nhà họ Lưu muốn động đến cô ấy cũng phải cân nhắc qua. Chẳng trách cái thằng danh này lại mạnh miệng như thế thế mà câu được cô chủ của nhà họ Trịnh. Trịnh Tu Lan và Lý Ai Vân là bạn thân, đương nhiên sẽ quen biết Phan Lâm, chỉ là không nghĩ đến. Trước đó, người này không chỉ thông đồng với Lý Cầm nhà chúng ta, mà ngay cả Trịnh Tu Lan cũng không buông tha. Có câu nói, thò khôn không ăn cỏ gần hàng. Thằng cha này lại chuyên môn ra tay với người bên cạnh. Thật đúng là một kẻ vô sỉ. Làm người lại có dáng vẻ như cậu ta, thật đúng là không có chí khí gì cả. Thật đúng là không phải đàn ông người nhà họ Lưu không ngừng châm chọc chửi rùa Phan Lâm. Các người... Trịnh Tu Lan tức đến mức cảm thấy khó thở. Cô ấy còn muốn nói gì đó nhưng lại bị Phan Lâm cản lại. Tú Lan, việc này cô không cần phải nhúng tay vào. Tôi sẽ tự giải quyết. Phan Lâm lên tiếng. Chuyện này... Được rồi. Trịnh Tu Lan gật đầu. Cô ấy biết thân phận thật sự của Phan Lâm vì thế cũng không nói thêm gì nữa. Nhưng đúng lúc này, lại có hai người xông vào trong quán cà phê, đó chính là Lý Cầm và thư ký Thành Vân. Bên trong quán cà phê không còn có nhiều khách, nhưng tất cả đều phát ra những tiếng kinh ngạc, vội vàng lấy điện thoại di động của mình ra chụp Lý Cầm. Không được chụp, không được chụp nữa, Thành Vân nhanh chóng ngăn lại khách khứa trong quán, nếu như bọn họ quay chụp lại cảnh này rồi đăng lên mạng, vậy thì sẽ không ổn. May mắn có Trịnh tu Lan giúp đỡ cản lại, lúc này mọi người mới bỏ điện thoại di động xuống. Lý Cầm, chẳng phải con đi tìm đạo diễn Tống Khang sao? Sao con lại chạy đến đây thế? Lưu Lăng Nhiên vội vã hỏi. Mẹ à, đã xảy ra chuyện gì thế? Chẳng phải con bảo mấy người đến mời anh rể Lâm quay lại ư? Ừ, sao các người lại tới đây làm khó dễ anh rể Lâm? Sắc mặt của Lý Cầm khó coi nói. Làm khó dễ sao? Lý Cầm, mọi người đâu có làm khó dễ cậu ta chứ? Cháu ở bên ngoài đã nghe được hết. Lý Cầm giận dữ nói. Lý Cầm, Mọi người làm như thế cũng chỉ vì muốn tốt cho cháu mà thôi. Lúc trước, mọi người cũng đã có lòng tốt khuyên nhủ Phan Lâm rồi. Nhưng tính tình của người này quá mức bướng bỉnh, Mọi người nói gì thì cũng vô dụng. Vì thế, mọi người bắt buộc phải dùng một số biện pháp mạnh. Đúng đó, Lý Cẩm. Cháu không biết đâu. Một số người trời sinh chính là tiện. Cháu có lòng tốt khuyên nhủ cậu ta. Nhưng cậu ta lại chỉ được đà lấn tới. Nếu như cháu hùng dữ hơn. Ngược lại, cậu ta sẽ ngoan ngoãn. Phan Lâm này mà, chính là loại người này đó. Lưu Quốc Bảo và Lưu Thu Yến nhao nhao lên tiếng. Các người nói linh tinh. Lý Cẩm vẫn nộ thép to. Anh Sậy Lâm không phải là loại người như mấy người nghĩ đâu. Lý Cẩm thái độ của cháu là gì thế? đám trường bối nhà họ Lưu nổi giận. Lý Cẩm cháu còn nhỏ, cơ bản không hiểu thói đời này. Tóm lại chuyện này cháu đừng có quản làm gì. Cháu nhanh đi ra ngoài đi. Cậu tư của cháu sẽ khiến cho cái thằng danh Phan Lâm này phải ngoan ngoãn đi tìm đạo diễn tống khang gì gì đó để ông ta tiếp tục nâng đỡ cháu, Lưu Tuấn Phi lạnh lùng nói: "Cậu Tư". Lý Cầm tức đến mức dậm chân, còn muốn nói gì đó nhưng Lưu Lăng Nhiên lại kéo cô ta sang một bên. Lý Cầm à, còn nghe lời cậu Tư đi, việc này con đừng có quan tâm làm gì. Nếu như con không nghe lời, mẹ sẽ không có đứa con gái này nữa. Lưu Lăng Nhiên nổi đoá trách mắng. Lý Cầm nghe thấy thế, sắc mặt của cô ta vô cùng trắng bệch. Cô ta không ngờ rằng người nhà họ Lưu lại chẳng thèm nói đạo lý đến mức này. Anh rể. Lý Cầm tuyệt vọng, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Phan Lâm. Trên mặt cô ta đều là ấm ức và thống khổ. Lý Cầm, việc này không trách cô. Chuyện đạo diễn Tống Khang từ đầu đến cuối đều không phải là nhằm vào cô. Chỉ là một sự trừng phạt nho nhỏ với nhà họ Lưu mà thôi. Cô đừng để trong lòng. Phan Lâm vội vàng an ủi. Ôi chao, mạnh miệng thật đấy một sự trừng phạt nho nhỏ với nhà họ lưu chúng tôi ư ừ, cậu coi nhà họ lưu chúng tôi là cái gì chứ lưu thú yến khinh thường cười mỉa cũng không nhìn xem bản thân mình có bao nhiêu phân lượng đúng thế phan lâm rốt cuộc cậu có nghe theo lời của chúng tôi đi làm việc không lưu tuấn phi không kiên nhẫn một lần nữa quát hỏi không đây chính là do cậu tự tìm đấy nhé ánh mắt của lưu tuấn phi lộ ra vẻ hung ác sao nào các vị còn muốn đánh người sao Tôi nói cho ông biết, các người ai dám động đến anh Lâm, tôi sẽ lập tức báo cảnh sát. Tôi lan quát, cô yên tâm đi, chúng tôi sẽ không làm chuyện xúc động như thế đâu. Nếu như thật sự làm lớn chuyện này lên, chúng tôi thì không sao, nhưng sẽ ảnh hưởng không tốt đến con đường tương lai của Lý Cẩm. Chẳng qua, tôi nghĩ chắc hẳn sẽ có rất nhiều người sẵn lòng giúp đỡ tôi làm chuyện này. Lưu Tuấn Phi lạnh nhạt nói, ông ta cầm điện thoại di động ra, bấm một dãy số, đồng thời mở loa ngoài ông chủ lưu đấy sao sao lại có thời gian dành gọi điện thoại cho tôi thế <laughs> đầu dây bên kia điện thoại truyền đến một tiếng cười hào sảng anh trần chỗ tôi xảy ra chút chuyện muốn nhờ anh xử lý giúp không biết anh có tiện không lưu tuấn phi nheo mắt nói ông chủ lưu qua khách sáo rồi chuyện của anh thì cũng chính là chuyện của tôi anh nói thẳng đi là ở nơi nào lão trần tôi đây nhất định sẽ giúp anh xử lý ổn thỏa quán cà phê mới mở nằm ở đối diện khách sạn minh châu anh biết chứ quán cà phê đối diện khách sạn minh châu ư đấy chính là do cô chủ nhà họ trịnh mới mở đấy có chút vấn đề ông trần kia do dự số thuốc mà anh cần tôi đồng ý lưu tuấn phi đột nhiên nói ông trần kia nghe xong lúc này lập tức vỗ bàn một cái quát to mẹ kiếp chơi luôn được tôi sẽ ở đây chờ ông lưu tuấn phi cất tiếng cười to cúp điện thoại ánh mắt trêu tức nhìn qua Phan Lâm. Sắc mặt của Lý Cầm trắng bạch đến cực điểm, cơ thể cô ta mềm oặt, người đã có chút đứng không vững. Ở đất Giang Thành này, Trịnh Tu Lan cũng được xem như là có chút thanh danh, đương nhiên thực lực không thể khinh thường. Thế nhưng dưới tình huống cho dù đối phương đã biết rõ có Trịnh Tu Lan ở đó, còn dám ra tay, điều này đã chứng minh địa vị của đối phương không nhỏ. Lần này nên làm như thế nào đây? Lý Cầm cảm thấy vô cùng lo lắng. Cô ta vội vàng tránh thoát khỏi Lưu Lăng Nhiên, dự định lấy điện thoại di động ra, gọi điện báo cảnh sát. Lý Cầm, cháu định làm gì thế? Bên cạnh, Lưu Thu Yến nhìn thấy cảnh này vàng giành lấy điện thoại của Lý Cầm. Bà ta còn giận dữ mắng. Cậu Tư làm như thế cũng chỉ vì muốn tốt cho cháu mà thôi. Thế mà cháu còn đưa tay ra giúp người ngoài. Chị à, chị quản cho tốt đứa con gái của mình đi. Đâu có chuyện ăn cây táo, rào cây sung như thế. Lời nói này rất nặng nề, nhưng Lưu Lăng Nhiên cũng chẳng thể phản bác được. Bà ta chỉ có thể chừng mắt nhìn Lý Cầm rồi nói. Còn ngoan ngoãn một chút đi. Mẹ à, để cho con với anh rể nói chuyện một lúc có được không? Đừng có làm lớn chuyện này lên làm gì cả. Nếu không, tất cả mọi người đều không có chỗ tốt gì hết. Lý Cầm khóc không ra nước mắt nói. Sao thế? Con định đi khuyên cậu ta sao? Đúng thế. Được rồi, vậy con thử xem chẳng qua mẹ cảm thấy cơ bản mà nói đây chỉ là chuyện tốn công vô ích mà thôi lý cầm vội vàng đi tới lý cầm việc này anh rể sẽ xử lý cô không cần phải lo lắng phan lâm thản nhiên nói anh rể đã là lúc nào rồi anh đừng nên nói nhiều nữa anh nhanh tranh thủ nghĩ cách rời khỏi nơi này đi cậu tư của tôi là thương nhân buôn bán thuốc ông ấy quen biết rất nhiều ông chủ lớn còn có cả lưu manh xã hội đen gì đó vì Trần Lão Đại kia chắc chắn không phải là người tốt lành gì. Anh nhất định phải rời khỏi nơi này. Nếu không, cục diện sẽ rất khó thu dọn. Lý Cầm lo lắng nói. Phan Lâm suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu. Đây là Giang Thành. Vì Trần Lão Đại kia, anh không sợ. Thế nhưng anh suy đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy mình không nên thể hiện quá nhiều trước mặt Lý Cầm. Như thế, đối với cô ta, đối với chính bản thân anh đều không có chỗ tốt. Dù sao thì anh đã hại Lý Ái Vân, anh không muốn hại những người khác nữa. Được rồi, nếu đã như thế, tôi sẽ... Còn chưa đợi Phan Lâm nói hết lời, một tiếng phanh xe vang lên. Sau đó, một nhóm đàn ông mặc áo khoác đen đeo kính dầm xông vào bên trong quán cà phê. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, ngậm điếu thuốc lá. Người ở trong quán cà phê không khỏi chấn động. Người đàn ông trung niên kia nhả một hơi thuốc, tháo kính dầm xuống, nhìn qua xung quanh một lượt. Ánh mắt rơi vào trên người của Lưu Tuấn Phi nhưng ông ta cũng không chào hỏi gì cả. Sau khi nhìn thoáng qua, ông ta đi đến một bàn rồi ngồi xuống. Nhân viên phục vụ đâu? Người đàn ông trung niên dập tàn thuốc, quát to một tiếng. Chào ông, xin hỏi ông có muốn uống gì? Một nhân viên phục vụ chạy đến, miễn cưỡng nở một nụ cười. Cho ông đây một cốc cà phê. Người đàn ông trung niên đáp. Ông dùng loại cà phê nào? Nhân viên phục vụ cẩn thận hỏi. Chỗ mấy người có cà phê phân voi không? Người đàn ông trung niên kia lạnh nhạt nói. Cái gì? Cà phê... Cà phê phân voi ư? Nhân viên phục vụ sừng sốt, vội vàng gạt ra một nụ cười. Thưa ông, đây là loại cà phê nào thế? Chỉ sợ cửa hàng chúng tôi không có loại cà phê mà ông muốn. Hay là tôi gọi cho ông một cốc bạc xỉu nhé? Làm nhàm cái gì đó? Ông đây chính là muốn cà phê phân voi. Một quán lớn như vậy mà ngay cả một yêu cầu nho nhỏ của tôi cũng không đáp ứng được. Như vậy, các người còn mở quán cà phê để làm cái gì chứ? Đi gọi chủ quán của mấy người đến đây. Người đàn ông lớn tiếng mắng trời. Trịnh Tu Lan đứng bên cạnh, nghe thấy thế, trong lòng hiểu rõ chỉ sợ người này đến đây là để gây sự. Trịnh Tu Lan hít sâu một hơi, cô ấy đang muốn đi lên thì Phan Lâm lại kéo lại. "Anh Lâm." Trịnh Tu Lan cảm thấy ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Phan Lâm, lại thấy Phan Lâm mang theo vẻ mặt tươi cười đi lên phía trước. "Thưa ông, có vấn đề gì không? Cậu chính là chủ quán của quán này sao?" Người đàn ông liếc mắt nhìn qua Phan Lâm hỏi ông có nhu cầu gì chỉ cần nói với tôi là đủ rồi phan lâm bình tĩnh trả lời ông ta tôi muốn một cốc cà phê phân voi cậu lập tức bưng đến cho tôi nếu như cậu không đưa đến cho tôi ông đây sẽ đập nát quán của cậu người đàn ông trung niên vỗ xuống bàn một cái vẻ mặt hung thần ác sát nói phan lâm khẽ gật đầu nói quán này không cung cấp loại cà phê đó cái gì tôi thấy rõ ràng là cậu đang trêu đùa tôi một quán cà phê lớn như vậy lại không có loại cà phê mà tôi muốn uống mẹ kiếp Cậu xem thường tôi sao?" Người đàn ông giận dữ mắng, ông ta đột nhiên đứng dậy. "Thưa ông, mong ông yên tâm, đừng vội, hãy để cho tôi nói hết lời đã." Phan Lâm mỉm cười. "Cậu còn muốn nói cái gì nữa?" Người đàn ông lạnh lùng hừ lạnh một tiếng. "Tôi muốn nói là, tuy quán này không cung cấp loại cà phê đó, nhưng tôi có thể đưa ông loại cà phê đó, chỉ là cần ông phải chờ một lúc." "Thật ư?" Người đàn ông trung niên kia sừng sốt. Chẳng qua ông ta chỉ nói linh tinh tên của cà phê mà thôi. Sao lại thật sự có lại cà phê này được cơ chứ? Phan Lâm, cậu giờ có trò quỷ gì thế? Chuyện của cô Tú Lan, cậu dính vào làm cái gì? Bên này Lưu Thu Yến hét ẩm lên. Cô Tú Lan, đây là bạn của tôi. Chuyện của cô ấy, sao tôi có thể không quan tâm chứ? Phan Lâm hỏi ngược lại. Cậu còn dám mạnh miệng sao? Lưu Thu Yến tức giận. Bà ta còn muốn nói gì đó nhưng lại bị Lưu Tuấn Phi ngăn cản. Chị ba, chị đừng có nói gì cả để cho trần lão đại xử lý chuyện này chúng ta không cần phải nhúng tay vào nếu không đến khi đó trần lão đại ra tay sẽ bởi vì chúng ta tham dự mà cảm thấy khó xử chúng ta chỉ cần đứng yên xem kịch vui là được rồi lưu tuấn phi nói được rồi chúng ta xem kịch vui chúng ta không làm gì được phan lâm tôi cũng không tin là trần lão đại còn không chế phục được cậu ta mọi người nói rất chắc chắn ánh mắt mong chờ nhìn theo lại thấy phan lâm lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số một lúc sau anh nói thưa ông ông chờ một lát cà phê phân voi mà ông gọi sẽ lập tức đến ngày thực sự có sao người đàn ông ngớ ra một lúc lâu mới lấy lại tinh thần hư lạnh nói tôi nói cho cậu biết cà phê nguội sẽ không ngon tôi chỉ đợi năm phút thôi quá năm phút mà cà phê không được đưa tới ông đây không uống nữa vâng thưa ông phan lâm gật đầu lấy điện thoại ra lần hai gọi cho một dãy số ông này nói Ông nhất định phải tới trong vòng 5 phút Nếu không, ông ta không uống Hiểu không? Cúp điện thoại, Phan Lâm liền đứng một bên đợi Thế nào, ông ta có thể tới trong vòng 5 phút không? Người đàn ông nhíu mày Liếc mắt nhìn Phan Lâm hỏi Nhất định sẽ đến Nhất định sao? Người đàn ông khẽ đào mắt Nhưng ông ta không vui lắm Sợ dĩ, ông ta bịa ra cái tên cà phê Chính là vì tìm cớ để nổi bão Kết quả là vậy Mà lại thật sự có cà phê phân voi thật Mẹ kiếp, rốt cuộc là ai ngay cả cà phê phân voi mà cũng có thể phát minh ra được vậy. Thế giới này không khỏi quá kỳ lạ rồi sao. Người đàn ông hơi buồn bực, ông ta phát hiện mình có chút bị đối phương nắm mũi dắt đi, suy nghĩ một lát, ông ta đứng bật dậy nói: "Được rồi, đã hết 5 phút rồi." Những lời này vừa vang lên, mọi người kinh ngạc: "Không đúng thưa ông, lúc này, lúc này mới có hơn 2 phút mà." Trịnh Tu Lan nói: "2 phút cái rắm." Rõ ràng là trên đồng hồ của tôi đã hiển thị quá 5 phút rồi. Cô còn muốn lừa tôi sao? Ông, ông rõ ràng là đồi trắng thay đen. Trình Tu Lan vô cùng tức giận. Người này căn bản là muốn tìm lỗi. Thưa cô, nói chuyện phải chú ý một chút. Ông đây là người có uy tín danh dự. Vậy mà cô dám nói tôi đồi trắng thay đen sao? Quá kỳ cục rồi. Người đàn ông phẫn nộ quát. Cửa hàng của các người muốn bắt nạt khách hàng có đúng không? Ông đây muốn uống cà phê. Các người không chỉ ra sức khước từ, còn xì nhục tôi như vậy sao? và thực là kinh người quá đáng. Các anh em, đập bề cho tôi, để đám thương nhân vô lương tâm này biết dân chúng ta không phải là dễ chọc. Dạ, đám đàn ông là thuộc hạ của người này xông lên, bắt đầu đập phá đồ đạc. Một cái bàn bị ném đi, lượng lớn bát đĩa bị đập hỏng. Trong quán không ngừng vang lên âm thanh rầm rầm choang choang. Khách hàng không nhiều lắm, thét trói tai rồi rời đi. Ngoài nhà tụ tập không ít người đi đường, bọn họ đều chú ý đến bên này có người muốn báo cảnh sát nhưng đều bị người của đàn ông sắp xếp bên ngoài ngăn cản các người thật quá đáng thật là quá đáng trịnh tu lan tức giận tới mức liên tục dậm chân muốn lấy di động ra nhưng cô ta vừa mới lấy di động ra người đàn ông lanh tay lẹ mắt đột nhiên xông lên hất điện thoại rơi xuống đất di động rơi xuống đất rơi vỡ thành mảnh nhỏ trịnh tu lan bất chợt ngẩn ra lại càng tức tới mức toàn thân phát run nhưng người đàn ông này nhất quyết không tha Nhìn chằm chằm Trịnh Tú Lan kêu to Cô làm cái gì thế? Cô muốn đánh tôi sao? Cái gì? Trịnh Tú Lan há hốc miệng Lại nghe người đàn ông kêu to Đội cầu nam nữ này muốn giết tôi Bọn họ muốn giết tôi Bây giờ đang là ban ngày Vậy mà các người dám giết người sao? Các người là ma quỷ sao? Không thể tha thứ Đánh, đánh cho tôi Những người đập bể đồ đạc xung quanh lập tức xông lên Muốn đánh Phan Lâm và Trịnh Tú Lan nhìn tư thế của bọn họ, hoàn toàn không quan tâm là nam hay nữ, đều muốn đánh chết cả. Gương mặt của Trịnh Tu Lan trắng bệch, vẻ mặt của Phan Lâm không thay đổi, chỉ lạnh nhạt nhìn. Nhưng mà ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc, dừng tay! Một giọng nói rất to vang lên, mọi người đều dừng lại. Thì thấy trong đám người nhà họ Lưu, Lưu Tuấn Phi bước nhanh ra, chắn trước mặt của Phan Lâm. Ông là ai? Người đàn ông nhíu mày hỏi. Tôi tên là Lưu Tuấn Phi, Ông bạn này mong ông đừng quá kích động Mọi chuyện có thể bàn bạc mà Lưu Tuấn Phi mỉm cười nói Lưu Tuấn Phi sao Không biết tôi khuyên ông đừng có xen vào việc của người khác Nếu không bị thương thì đừng có oán trách bọn tôi Người đàn ông hừ lạnh nói Ông bạn nề mặt đi tôi là thuộc hạ của Tổng Giám Đốc Cường Lưu Tuấn Phi chậm giọng nói Tổng Giám Đốc Cường sao Tổng Giám Đốc Cường nào còn có thể là ai được chứ? Tất nhiên là Tổng Giám đốc Cường của tập đoàn Giai Dược kia rồi. Lưu Tuấn Phi nói, người đàn ông vừa nghe về mặt kinh hãi. Ông là người của Tổng Giám đốc Cường sao? Không sai. Ây da, thất kính, thất kính rồi. Người đàn ông vội hỏi, khách sáo rồi. Hai người nói chuyện, Phan Lâm ở phía sau yên lặng nhìn. Người nào cũng biết, người đàn ông này là Trần Lão Đại trong di động của Lưu Tuấn Phi. Bọn họ đang hát bè với nhau. Mục đích chính là muốn bức Phan Lâm. Trận diễn trò này là diễn cho anh xem. Thấy nói đủ rồi, Lưu Tuấn Phi liền quay đầu nhìn Phan Lâm. Phan Lâm, thủ đoạn của người này hẳn là cậu thấy được. Ông ta ngay cả Trịnh Tú Lan đều không để vào mắt. Tôi nghĩ muốn đối phó với cậu, hẳn là dễ dàng. Hiện giờ tôi lại cho cậu một cơ hội cuối cùng. Nếu cậu ngoan ngoãn nghe lời mẹ tôi, đi tìm Tống Khang cầu xin, lại xin lỗi mẹ tôi tử tế, tôi sẽ bảo người này rời đi nếu cậu còn không chịu vậy thì việc này tôi không quản nữa đến lúc đó rốt cuộc người này sẽ giết chết hay làm cậu tàn phế e rằng không ai biết rõ cho nên nói cho tôi biết câu trả lời của cậu hiện giờ là gì đây lưu tuấn phi lạnh lùng nói phan lâm lắc đầu tôi cảm thấy ông ta không thể đánh tôi tàn phế cũng không giết chết được tôi cậu thật sự muốn tìm đường chết sao nếu các ông thành tâm thành ý nhận lỗi với tôi thực ra sẽ không có nhiều chuyện như thế chỉ tiếc là các ông không bò xuống được cao ngạo của mình phan lâm nói cậu được được lắm một khi đã như vậy thì ông đây mặc kệ cậu rồi trần lão đại đánh cho tôi lưu tuấn phi thờ hồn hển không đóng kịch với trần lão đại nữa trực tiếp giống lên <laughs> ra tay trần lão đại cũng không khách sáo lập tức la lên Lúc này một đám người muốn xông về phía Phan Lâm. Toàn bộ dừng tay cho tôi! Lúc này lại có tiếng hét vẫn nộ vang lên ở cửa. Mọi người không khỏi ngần ngơ, cùng nhìn về phía cửa. Chỉ thấy một bóng dáng đang bưng một ly cà phê đi tới. Trần Lão Đại nhìn thấy bóng dáng kia, chỉ trong nháy mắt như bị sét đánh, hóa đá tại chỗ. Người tới không phải là ai khác, đúng là ông trùm ở Giang Thành, Huỳnh Lam lúc này huỳnh lam thở hồn hển đầu đầy mồ hôi nhìn có chút chật vật người nào cũng không biết ông có chuyện gì nhưng ông cầm ly cà phê trong tay lại khiến cho trần lão đại cảm thấy thót tim ông là ai nhìn thấy huỳnh lam tiến vào người nhà họ lưu không vui lưu thù yến trực tiếp ồn ào ra tiếng tôi sao tôi chỉ là người đưa cà phê huỳnh lam thở ra một hơi trầm giọng lạnh nhạt nói đưa cà phê vậy mà hung hãn như thế sao thái độ phục vụ của quán này đúng là quá kém chẳng trách người khác sẽ náo loạn lưu thủ yến hừ lại một tiếng nói nhưng mà huỳnh la mặc kệ bừng một ly cà phê nóng hồi đi về bên này ánh mắt nhìn một vòng xung quanh mở miệng nói Lại muốn cà phê phân voi vậy trần lão đại sợ tới mức thiếu chút nữa thì quỳ trên mặt đất mẹ kiếp ông là ai đưa cà phê mà cũng hung hãn như vậy sao mẹ nó không muốn sống nữa sao người bên cạnh trần lão đại không vui lập tức chửi bậy nhưng mà những lời này vừa mới vang lên bàn tay của trần lão đại tát mạnh vào mặt của người kia người nọ xoay một vòng trên mặt là dấu bàn tay nóng rát vươn tay che má mình ấm ức mà mê man nhìn trần lão đại những người còn lại thì trợn tròn mắt đang yên đang lành sao trần lão đại lại đánh người làm gì lão đại chuyện này người nọ mở miệng nói chuyện nhưng bị trần lão đại trực tiếp ngắt lời cầm miệng trần lão đại giận dữ nói người nọ ngớ ra. Trần lão đại, ông không sao chứ? Lưu Tuấn Phi cảm thấy không đúng lắm, thật cẩn thận gọi một tiếng, nhưng không ngờ Trần lão đại vẫn không thèm để ý tới, vội vàng xoay người, muốn đào hỏi Huỳnh Lam, nhưng mà ông ta vừa mới định mở miệng, Huỳnh Lam lại nhanh hơn ông ta một bước, chặn lời của ông ta nói: "Ông này, là ông gọi cà phê phân voi sao? Ông xem có phải là ly cà phê này hay không?" Huỳnh Lam cầm ly cà phê còn bốc khói nghi ngút bưng tới vẻ mặt không đổi hỏi toàn thân của trần lão đại run lên vội vàng vươn hai tay ra nhận lấy giống như gà con mổ thóc không ngừng gật đầu đúng 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 là ly này là ly này cảm ơn cảm ơn bộ dạng sợ hãi này của ông ta khiến cho tất cả mọi người kinh hãi sao lại thế này vừa rồi trần lão đại còn hung hãn ương ngạnh không ai bì nổi vì sao đột nhiên lại trở nên dịu ngoan có lẽ như thế dù thế nào thì lưu tuấn phi cũng xem như là nửa giang hồ nhạy cảm người được mùi không thích hợp ông ta vội vàng nhìn về phía huỳnh lam nhưng cảm thấy người này hơi quen mắt nhưng luôn luôn không nhớ nổi đã gặp ở đâu rồi chỉ thấy huỳnh lam lại tiếp tục nói nếu cà phê đã đưa tới cho ông vậy làm phiền khách hàng lập tức uống hết đi nguội thì uống không ngon đâu trần lão đại trợn tròn mắt nóng như vậy sao uống được cà phê của các ông còn thúc giục khách hàng uống cà phê ư Lưu Thu Yến bất mãn mở miệng nói: "Bà câm miệng." Trần lão đại vội vàng quay đầu chừng Lưu Thu Yến, Lưu Thu Yến hơi ngần ra, sau đó tất cả mọi người ngây ra như phỗng rồi. Chỉ thấy Trần lão đại nghiến răng một cái, đột nhiên há miệng ngửa đầu rót ly cà phê vào miệng. Cà phê nóng bỏng còn bốc khói nghi ngút, trực tiếp chui vào trong cổ họng của ông ta. Cơ thể của Trần lão đại đều đã run run, người ngoài nhìn ra đầu đều run lên. Đây là muốn mạng của người ta mà. Trần lão đại điên rồi sao? hay là đầu óc bị nước vào hay là nói là vì người đưa cà phê đây không ít người của nhà họ lưu nhìn người này từ trên xuống dưới một lượt phát hiện trong lúc người này giơ tay nhấc chân căn bàn không giống như người bán cà phê một ly cà phê uống xong vì khách hàng này cà phê chỗ tôi uống ngon không người nọ hít mắt nói ngon uống ngon uống ngon lắm trần lão đại ôm cổ phát ra giọng nói khàn khàn thống khổ gương mặt đỏ bừng nói chuyện đều không lưu loát nữa. Quý khách phục vụ ở quán cà phê của chúng tôi ông có hài lòng không? Vẻ mặt của Huỳnh Lam không thay đổi, hỏi lại một lần nữa. "Hài hài lòng. Rất rất hài lòng." Đầu của Trần lão đại đầy mồ hôi gật đầu, nhưng mà Trần lão đại sợ hãi như thế khiến cho người nhà họ Lưu càng thêm không vui, nhất là Lưu Tuấn Phi. "Trần lão đại, người này không phải là người bán cà phê có đúng không?" Lưu Tuấn Phi trầm giọng hỏi. Trần Lão Đại vốn định giải thích, nhưng yết hầu nóng bỏng khiến cho ông ta khó mà nói thêm được vài câu. Đau tới mức, không nói được, cho dù nói được thì cũng mơ hồ không rõ. Trần Lão Đại, chuyện này ông làm thì làm, không làm thì thôi. Cần gì phải ở đây mất mặt xấu hổ chứ? Ông mất mặt xấu hổ, trên mặt tôi cũng như vậy thôi. Lưu Tuấn Phi hử lạnh nói. Ông chủ Phi, ông nghe tôi giải thích. Trần Lão Đại nói quanh cò. Không cần thiết phải giải thích nữa. Có lẽ người này có thân phận, nhưng ông cũng rõ tôi là ai có đúng không? Người mà ông sợ, Lưu Tuấn Phi tôi chưa chắc đã sợ. Lưu Tuấn Phi hừ lạnh nói. Người kia là người của ai? Huỳnh Lam nghiêng đầu, nhìn Lưu Tuấn Phi lạnh nhạt nói. Chủ tịch Cường của tập đoàn Giai Dược, ông nghe nói chưa? Lưu Tuấn Phi lạnh nhạt nói. Ông là người của Hồ Văn Cường sao? Huỳnh Lam trao mày. Không sai. Xem ra ông nghe nói tới chủ tịch Cường của chúng tôi rồi vậy thì tôi nghĩ ông biết năng lực của chủ tịch cường như thế nào lưu tuấn phi nói huỳnh lam xoay mạnh người vội vàng cúi đầu nói với phan lâm cậu lâm thật sự xin lỗi tôi không ngờ ông ta vậy mà lại là người của hồ văn cường là tôi quản giáo không nghiêm vô cùng xin lỗi nhanh xử lý mọi chuyện phan lâm không tỏ thái độ chỉ lạnh nhạt thúc giục một câu cảnh tượng này càng khiến cho người ta như rơi vào trong sương mù vẻ mặt của lưu tuấn phi lúng túng tôi nói này Rốt cuộc ông có nghe thấy lời của tôi nói hay không vậy? Nghe thấy, ông nói ông là người của Hồ Văn Cường sao? Huỳnh Lam âm thầm nghiến răng, nhìn chằm chằm vào Lưu Tuấn Phi hỏi. Đúng vậy, lập tức quỳ xuống nói xin lỗi, còn có tên nhóc bên kia nữa, nếu không chủ tịch Cường vươn tay, hậu quả không đơn giản đâu. Lưu Tuấn Phi hừ lạnh nói, đừng nói nữa, ông chủ phi, đừng nói nữa thì hơn. Trần lão đại đột nhiên tiến lên, kéo lấy cánh tay của Lưu Tuấn Phi, vội vàng nói cho dù ông ta nói chuyện nói không rõ ràng nhưng người nào cũng có thể thấy được vẻ lo âu trên mặt của trần lão đại cút ngay lưu tuấn phi không kiên nhẫn đẩy ông ta sang một bên tức giận nói đồ nhát gan ông sợ người này nhưng tôi không sợ lưu tuấn phi tôi chưa từng bị người ta bắt nạt như thế vậy sao xem ra chủ tịch cường rất mạnh sao huỳnh lam lạnh lùng nói các ông không đạt tới mức độ cao như vậy tất nhiên là không thể tưởng tượng được rồi lưu tuấn phi hừ lạnh huỳnh lam gật đầu cầm lấy điện thoại ấn số điện thoại vang lên vài cái liền truyền tới một giọng nói kinh sợ ông lam sao lại rảnh rỗi gọi điện thoại cho tôi thế là có chuyện gì phân phó sao giọng nói truyền từ trong điện thoại ra lưu tuấn phi hơi ngần ra giọng nói này rất quen thuộc lại nghe huỳnh lam nói hồ văn cường sao đúng là có tiền đồ đó sao tôi không biết bây giờ ông lại lợi hại như vậy chứ thuộc hạ của ông còn dám bảo tôi quỳ xuống xin lỗi xem ra bây giờ tôi phải gọi ông một tiếng là ông cường rồi những lời này vang lên hồ văn cường ở bên kia điện thoại thiếu chút nữa thì ngã từ trên ghế xuống đất hồ văn cường là người thông minh lanh lợi nghe nói như vậy thì lập tức hiểu rõ là thuộc hạ nào đó của mình trêu chọc huỳnh lam lúc này vội vàng kêu lên ông lam hiểu lầm hiểu lầm rồi nhất định là tên nào có mắt như mù mạo phạm ông bây giờ ông ở đâu Tôi lập tức qua đó thay ông dạy dỗ tên đó. Vậy sao? Ông đang ở Giang Thành sao? Huỳnh Lam lạnh nhạt hỏi. Ở đây, ở đây. Sáng nay tôi tới tập đoàn Dương Quang để họp. Hồ Văn Cường cố gắng nở nụ cười nói. Ông ở đây vậy thì dễ làm rồi. Trong vòng 5 phút, lập tức tới quán cà phê đối diện khách sạn Minh Châu. Tốt nhất là chuyện này để cho ông xử lý. Tôi không xử lý được. Huỳnh Lam lạnh nhạt nói. Sau đó cúp điện thoại. Về mặt của Hồ Văn Cường kinh ngạc. Cái gì mà để cho ông xử lý chứ Những lời này của Huỳnh Lam là có ý gì đây Hồ Văn Cường không rõ lắm Nhưng không dám thất lễ Lập tức đi tới quán cà phê Còn Lưu Tuấn Phi đã choáng váng rồi Ông Sao ông có số điện thoại của chủ tịch Cường của chúng tôi Rốt cuộc ông là ai Lưu Tuấn Phi run dày hỏi Ông ấy là Huỳnh Lam Ông Lam ở Giang Thành Cuối cùng thì Trần Lão Đại cũng có thể nói rõ ràng Lớn tiếng la lên Cái gì Lưu Tuấn Phi sợ tới mức hai chân mềm nhũn trực tiếp đặt mông ngồi trên nền đất. Đám người nhà họ Lưu còn lại cũng như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng. Tuy nhà họ Lưu không ở Giang Thành, nhưng danh tiếng của Huỳnh Lam ở Giang Thành không khỏi như sấm bên tai bọn họ. Phải biết rằng đây là lão đại ở Giang Thành đấy. Người nào cũng biết rõ trong thế giới ngầm này hoàn toàn chỉ nhìn sắc mặt của hai người. Hai người theo thứ tự, một nam một nữ. Nam là Huỳnh Lam, nữ là Thủy Bình Vân. Loại thế giới ngầm một tay che trời này, vậy đám dân chúng bình thường như bọn họ có đối phó sao? Còn Trần Lão Đại này càng không đáng giá để nhắc tới rồi. Ông ta ngay cả tư cách sách giày cho Huỳnh Lam đều không có. Trang trách, nhìn thấy Huỳnh Lam đều như gặp ông nội. Huỳnh Lam bảo ông làm gì, ông ta sẽ ngoan ngoãn đi làm ngay. Làm sao có thể chứ? Tên phế vật Phan Lâm này, vì sao lại sẽ quen biết với Huỳnh Lam ở Giang Thành đây?" Lưu Tuấn Phi ngồi dưới đất, gương mặt trắng bệch run rẩy hỏi. Không có ai ở nhà họ Lưu có thể trả lời ông ta, bởi vì người như Huỳnh Lam ở Giang Thành căn bản là những người như bọn họ, không thể tiếp xúc. Các bạn vừa nghe xong tập số 138 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở rể tác giả không say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh chuyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất. Về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích dòng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh chuyện nhiều hơn, ủng hộ kênh chuyện nhiều hơn nữa chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ xin tạm biệt và hẹn gặp lại